Yo yo yo, hello anh em 22, chào mừng em quay trở lại với Honkai Sario và channel của mình. Mình đang rất nghiêm túc đây. Trong video này mình sẽ có rất nhiều thông tin về những cái gì đang diễn ra xung quanh Honkai Sario và cả những thông tin trong tương lai nữa. Mình tin rằng những thông tin đó như thường lệ sẽ mang lại cho anh em những giây phút giải trí thú vị về Honkai Sario và sẽ làm cho trải nghiệm Honkai Sario của anh em trở nên hứng thú hơn. Ok, vậy thì còn chờ gì nữa anh em, bắt đầu thôi. Hôm nay là ngày 29 rồi, khoảng tầm vài hôm nữa thì chúng ta sẽ bước sang tháng mới. Và với việc sang tháng mới thì cái shop của Pom Pom cũng như là shop của Paimon trong hai tựa game của nhà phát hành MiYoYo nó sẽ reset. Nếu như anh em tò mò không biết tháng tiếp theo sẽ bán nhân vật gì trong shop thì mình có thông tin đây. Giống như tháng trước mình đã đưa cái thông tin đúng về chuyện là chúng ta sẽ có Mark 7 và Tinh Jun ở trong shop của tháng 7. Thì ở trong tháng 8 này chúng ta sẽ có Pela và Hook nằm trong shop của Pom Pom nha anh em. Mình không biết có anh em nào định mua hay nhân vật này trong shop không, nhưng theo mình thì có thể là không nên mua đâu. Pela mình thấy rerun rất nhiều rồi, hình như sắp tới lại có banner của Pela nữa thì phải. Còn Hook thì không quá đa dụng ở thời điểm hiện tại. Nên mình nghĩ rằng là cái shop tháng 8 này không quá ngon, và anh em có thể sử dụng cái tài nguyên của anh em để tiêu vào những thứ khác, như là vé roll, biết đâu anh em sẽ gặp may mắn và roll được nhân vật anh em cần. Mình thì cũng đang rất cần những cái vé thường này để nhanh chóng đẩy nhanh cái 300 lượt roll ở banner thường để mình có thể lấy nhân vật mà mình đang cần trong đó ra. Ok, đó là về shop của tháng 8 nha anh em. Một thông tin tiếp theo mà mình nghĩ anh em có thể rất quan tâm ở thời điểm này, đó là những cái nguyên liệu đột phá cho cấp ca dành cho anh em đang có ý định roll cấp ca với banner sắp tới đây. Ở những cái lần trước khi làm về cái đột phá nhân vật này, mình thường để là đến từ cấp 1 đến cấp 60 thôi, bởi vì thời điểm đó thì cấp cân bằng của anh em vẫn chưa cao. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì mình nghĩ là lên nâng đến cấp 80 được rồi. Nên mình đã để cấp từ 1 lên 80. Về tấn công thường thì mình để 1. Chiến kỹ thì mình nâng 8 điểm, tuyệt kỹ 8 điểm và thiên phú 8 điểm. Về nguyên liệu tiêu hao thì anh em có thể thấy đây là tiêu hao đến 2.2 triệu điểm tín dụng. Vâng, bây giờ thì mình nghĩ anh em đang rất thiếu điểm tín dụng. Cái khoản này chắc là anh em cần phải chú ý đến. Và sách EP thì 289 quyển cùng với vài quyển sách nhỏ khác. Về nguyên liệu nâng cấp nhân vật thì chúng ta cần tới 65 cái gậy lôi nhà luyện hình. Bởi vì lên cấp 80 mà anh em nó rất là tốn kém. Nguyên liệu khác mà anh em cần phải farm từ sức mạnh khai phá đó là cái anh đen trầm luân tới 62 cái. Và những cái biến thể của nó đến 61 cái phiên bản cấp thấp hơn, và thấp hơn nữa thì chỉ cần 15 cái thôi. Về nguyên liệu từ boss tuần thì anh em cần 6 cái oán hận vô hạn. Về nguyên liệu boss tuần thì mình thấy hiện tại là chưa quá thiếu thốn. Những nguyên liệu farm từ quái thì cái này anh em đã quen thuộc rồi, anh em có thể farm ngay từ bây giờ. Ok, theo mình thì để chuẩn bị cho một nhân vật lên cấp 80 với thiên phú 888, nó sẽ tiêu hao của anh em một lượng tài nguyên phải nói là khổng lồ. Ở thời điểm hiện tại sức mạnh khai phá đang rất là thiếu thốn, cho nên là mình cho rằng là nếu như anh em up nhân vật thì sẽ chỉ đầu tư vào số ít nhân vật mà anh em dùng để đi giành được lãng quên thôi. Thông thường thì trong các cái video tin tức mình hay có thống kê về doanh thu banner của Genshin. Thì bây giờ trong cái video về Honkai Sario mình cũng sẽ nói một chút về doanh thu của các banner nhé. Có thể coi đây gần như là đầu tiên mình vào xem đầy đủ những cái thống kê doanh thu của Honkai Sario. Khi xem ở trang Genshin Lab, một cái trang thống kê rất quen thuộc đối với anh em, mang chất tham khảo, thì anh em có thể thấy rằng Silly có một cái mốc doanh thu rất là khủng, lên đến tận 41 triệu đô. Đây là một con số rất là cao. So sánh một chút thì nó chỉ thua so với banner của Hu Tao và Yelan, một trong những banner cao nhất của Genshin một chút thôi. Và ở cái thời điểm đầu của Honkai Sario thì lúc đó cái trò chơi của chúng ta cũng đã đạt được cái kỷ lục doanh thu, đúng không anh em? Xếp sau Silly thì chúng ta có banner của sói bạc cao hơn banner của Jin Yuan một chút. Về banner của Jin Yuan thì cái thời điểm đó chúng ta nghe đồn rằng là nhiều người Trung Quốc thanh toán quá đến mức sập cổng thanh toán luôn. Nhưng mà cái kết quả thì nó cũng không thực sự là quá ấn tượng nếu so với banner đầu tiên của Silly. Nhưng mà 22 triệu đô theo mình là cũng rất cao rồi. Và có một điều thú vị nữa, đó là cái thống kê này cho thấy ấy, giữa sói bạc và Jin Yuan ở cái thời điểm đấy đúng kiểu 49 gặp 50 luôn anh em, nó chỉ chênh một xíu thôi. Về banner của Blade thì hiện tại là chưa thống kê đến ngày cuối cùng và đang đứng ở con số 15 triệu đô, đã vượt lên banner của Lucha. Đây là banner của Lucha là cái thống kê cuối cùng rồi anh em, khoảng 12 triệu. Anh em có thể thấy là thống kê của banner Blade vẫn đang chạy ở đây cho đến khoảng ngày thứ 10 của banner. Mình dự là với cái đà này cũng như là cái cách sắp xếp banner của Honkai Sario ấy, thì doanh thu của banner Kafka nó cũng sẽ quanh quẩn với doanh thu của Blade hoặc là cao hơn một chút. Không biết anh em sẽ đoán như thế nào về doanh thu của banner Kafka, nếu có anh em hãy để lại bình luận nha. Nhân nói về thống kê doanh thu banner thì chúng ta lên đá qua một chút về thống kê tổng quan doanh thu của các cái tựa game đến từ Trung Quốc. Có một bài báo đã nói rằng là 3 tựa game di động sinh lời nhiều nhất tháng 6 đều đến từ Trung Quốc. Trung Quốc thống trị về mảng game mobile. Một tựa game khác của Trung Quốc, Honkai Sario, đã vươn lên vị trí thứ 2 trong tháng 6, tổng doanh thu 39,7% đến từ thị trường iOS Trung Quốc.
và 27,7% đến từ Nhật Bản và từ Mỹ. Có thể thấy là doanh thu phần lớn đến từ những cái đất nước phát triển, đất nước có những nền kinh tế vô cùng phát triển. Trên toàn thế giới chúng ta có thể thấy cái bảng xếp hạng ở đây, đứng đầu là một game của Tencent, thứ hai là Honkai Shareu, MiYoYo, Genshin tụt xuống hạng số 8 và các tựa game khác. Như vậy chúng ta có thể thấy là với cái thống kê trong tháng 6 này, top 10 tựa game có doanh thu cao nhất thì nhà phát hành MiYoYo đã đóng góp đến 2 tựa game. Về cái sự kiện đang diễn ra, sự kiện heo đất huyền bí, ban đầu thì mình cứ nghĩ rằng là cái sự kiện này nó sẽ có cái gì đó khó khăn hay là nói chung là phải đi tìm kho báu các kiểu. Nhưng mà với ngày đầu tiên và ngày thứ hai thì mình cảm thấy hơi nhầm anh em à. Đặc biệt là ngày đầu tiên của sự kiện, khi đến thì chúng ta sẽ thấy rằng là con heo nó biến thành cái máy bán hàng đúng không anh em. Sau đó thì khi tương tác anh em có thể chiến đấu với nó và anh em sẽ nhận được những cái phần thưởng ở bên dưới. Nó hoàn toàn không có một chút khó khăn nào cả và nó kết thúc quá nhanh khiến cho mình cũng cảm thấy ngỡ ngàng. Còn ngày thứ hai thì nó đã có thay đổi một chút. Khi đến gần thì anh em sẽ thấy rằng là con heo nó ở trong một cái ảnh quảng cáo đúng không? Nó thêm bước và theo mình thấy thì với cái đà này có thể là những cái màn 3, 4, 5, 6, 7 thì nó sẽ khó hơn và nó sẽ thêm thuần thú vị. Sau sự kiện heo này sẽ là sự kiện vị diện nứt vỡ. Với cái sự kiện vị diện nứt vỡ thì trong cái thông tin gần nhất mình đã đăng đến với anh em ấy, đó là nó đã có sự thay đổi. Lúc trước thì một ngày anh em có thể x2 được 2 lần thôi, còn bây giờ thì có vẻ như là một ngày anh em có thể x2 đến 12 lần. Nhưng mà khi anh em sử dụng xong 12 lần x2 thì cái sự kiện nó cũng sẽ kết thúc luôn. Tức là bây giờ nó sẽ cho anh em tùy chọn thời điểm anh em muốn kết thúc sự kiện vào lúc nào cũng được. Về cơ bản thì cái số lượng phần thưởng nó không thay đổi, nó chỉ thay đổi một chút về cái cách thức hoạt động của sự kiện thôi. Vâng, phần tiếp theo thì mình sẽ không show các hình ảnh lên bởi vì có thể sẽ gây nguy hiểm đến cái video này. Về phiên bản 1.3 thì hiện tại đang có những thông tin rất là hấp dẫn khiến cho anh em có thể rất là mong chờ về phiên bản này. Đầu tiên là một cái thông tin mà khi nghe xong anh em sẽ nhận xét rằng là nhà phát hành MiYoYo họ vẫn giữ nguyên cái tình trạng phải gọi là hào phóng ở đầu phiên bản. Đó là anh em sẽ vẫn nhận được 10 cái vé roll ở phiên bản 1.3 bằng việc chỉ đăng nhập 7 ngày thôi. Nó tương tự với việc cái 10 vé roll đang hoạt động trong banner của Blade đó anh em. Sau đó là ở phiên bản 1.3 này có vẻ như là họ đã tập trung rất nhiều vào vũ trụ mô phỏng. Sẽ có rất nhiều những cái cơ chế mới ở trong vũ trụ mô phỏng này làm cho cái trải nghiệm của anh em trở nên thú vị hơn. Theo mình được biết thì ở phiên bản 1.3 này sẽ có cộng hưởng vận mệnh. Tức là trước đây thay vì anh em chọn một cái vận mệnh săn bắn thôi và chơi từ đầu đến cuối thì ở phiên bản 1.3 này nó sẽ cho anh em có thể cộng hưởng thêm một vài cái vận mệnh khác. Nó sẽ mang lại cho anh em những cái trải nghiệm mà chưa từng có với vũ trụ mô phỏng. Theo mình thì cái sự kết hợp mới này nó sẽ tạo cho anh em rất nhiều thú vị và nó mang thêm cái tính ngẫu nhiên vào trong vũ trụ mô phỏng. Cái yếu tố ngẫu nhiên này nó chính là một cái điều mà anh em rất thích ở trong vũ trụ mô phỏng đúng không nào? Thêm vào đó thì theo mình nghe đồn là ở phiên bản 1.3 này còn có thêm một cái tính năng vĩnh viễn nữa. Nó không phải là sự kiện, nó sẽ mở rộng thêm cái content endgame cho vũ trụ mô phỏng. Chưa rõ cái tính năng này nó sẽ hoạt động như thế nào bởi vì thông tin hiện tại còn rất là mơ hồ. Nhưng theo mình biết thì có vẻ như là nó sẽ cho anh em thêm ngọc ánh sao thì phải. Ở cái thời điểm hiện tại thì mình đã không còn vào chơi vũ trụ mô phỏng nhiều. Một tuần mình chỉ chơi 2 lần cho đủ điểm thôi. Nhưng mình thấy rằng là ở cái thời điểm đầu thì vũ trụ mô phỏng là một cái content rất là thú vị đúng không? Mình cho rằng là những cái cập nhật trong vũ trụ mô phỏng này sẽ làm cho Honkai Shareu trở nên hấp dẫn hơn nhiều. Về các cái thông tin tin đồn về thứ tự banner xuất hiện trong phiên bản 1.3 thì hiện tại là cũng đã có rồi. Mình thấy nhiều nơi nhắc rằng là ở Đan Hơn 5 sao hay là ở Nguyệt Quân sẽ là nhân vật đi đầu tiên, còn sau Đan Hơn sẽ là Phú Xuân cùng với nhân vật mới là Linh. Phiên bản 1.3 sẽ tập trung vào các cái phần như mình vừa nói, đó là vũ trụ mô phỏng, một vài tính năng mới và các phần sự kiện. Nhân nhắc tới sự kiện thì có vẻ như là phiên bản 1.3 này cái form sự kiện ấy nó sẽ thay đổi. Theo tin đồn thì cái form sự kiện ở phiên bản 1.3 này nó sẽ có tới 2 sự kiện lớn. Mỗi sự kiện lớn sẽ có một cái bụi nhựa tự tạo. Như vậy là anh em ở phiên bản 1.3 sẽ có tới 3 cái bụi nhựa tự tạo miễn phí. Và đồng thời thì cái sự kiện lớn nó cũng sẽ cho anh em một lượng ngọc ánh sao nhiều hơn đúng không? Nhưng mà nếu như anh em nghĩ rằng là cái lượng ngọc ánh sao ở phiên bản 1.3 nó sẽ đột biến tăng lên thì mình nghĩ là không đâu. Với việc xuất hiện những cái sự kiện lớn này thì họ sẽ giảm số lượng sự kiện nhỏ xuống để cái số lượng ngọc ánh sao thì nó vẫn quanh quanh cái mốc như các phiên bản khác thôi anh em. Ok. Nhưng theo mình thì việc xuất hiện thêm những cái bụi nhựa tự tạo là rất hấp dẫn rồi. Tóm lại theo mình thì phiên bản 1.3 vẫn là một phiên bản rất đáng mong chờ. Ok anh em, vậy anh em nghĩ sao về những thông tin này? Em hãy để lại bình luận nhé. Tới đây thì mình xin kết thúc cái video điểm tin về Honkai Shareu đấy nhá. Trong video này đã có rất nhiều thông tin rồi đúng không anh em? Hy vọng là những cái thông tin mình cung cấp sẽ mang cho anh em những giây phút giải trí đáng mong chờ về Honkai Shareu. Mình đang rất nghiêm túc đây. Cảm ơn anh em, chúc anh em cuối tuần vui vẻ và hẹn gặp lại anh em trong những video sau.